Chào các em, chúng ta giải vòng số 14 nha. Hiện tại thầy đã ra khóa học số 63738392 rồi. Các em thích thì tham gia để rèn luyện thi vòng huyện cho nó tốt hơn ha. Vòng 14 năm ngoái thì rất là khó, không biết năm nay thì sao. Ui trời. Rồi rồi, giờ không ổn rồi. Ngay câu đầu tiên đã hù dọa mình thế này rồi. Ngay câu đầu đã dọa. Ba số có tổng bằng 210. Vậy là số A, số B, số C có tổng bằng 210 đi. 6 phần 7 của số thứ nhất, tức là 6 phần 7 của số A, không? Sẽ bằng 9 phần 11, 9 phần 11 của số B và bằng 2 phần 3 của số C. Lấy A chia làm 7 phần nhân 6 phần, không? Lấy B chia 11 phần rồi nhân cho, lấy A chia 7 phần nhân 6, lấy B chia 11 phần. Tôi dạy cho dễ hiểu nè, B chia 11 nhân cho 9, lấy C 2 phần 3 số thứ 3, tức là lấy C chia 3 là nhân cho 2 đó. 6 phần 7 số thứ nhất, lấy A chia làm 7 phần nhân cho 6, ba cái đó sẽ bằng nhau. Rồi quy đồng nhé, mẫu chung là bằng 7 nhân 11 nhân 3. Giờ đây thiếu 33 nè, bên này thiếu 21 nè, bên này thiếu 77. Vậy thì quy đồng A nhân 33 rồi nhân cho 6 nữa. 33 nhân 6 thì bằng 198A. 198A phần 7 nhân 33 là bằng 231. Bên này tử và mẫu nhân 21. B nhân 21 rồi nhân 9, 21 nhân 9 là bằng 189. Nhân cho B thì để nguyên B đâu biết bao nhiêu đâu mà nhân. 11 nhân cho 21 thì sẽ bằng 231. Và tiếp tục bên này thì cả tử và mẫu nhân 77. C nhân 77 là 77C rồi nhân cho 2 nữa. 77 nhân 2 thì bằng 154. 154C trên 231. Ba phân số bằng nhau. Ba phân số bằng nhau mà cùng mẫu rồi. Và thầy suy ra tử bằng nhau, 198A sẽ bằng 189B và bằng 154C. Ồ, tới đây là mệt đó nha. Tới đây là bó tay, nhiều em không biết làm. Kiến thức lớp 6 thì các em chưa đủ. Tới đây các em tìm bội chung nhỏ nhất. Tìm bội chung nhỏ nhất của ba số này cho thầy, 198, 189 và 154. Rồi các em dùng kỹ thuật trong V số 1 các em tìm đi. Rồi nó ra 4158 rồi. 4158. Bây giờ các em lấy 4158. Các em chia cho 198. Các em lấy 4158. Các em chia cho 198 là sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Chia cho 198 là bằng 21. Như vậy là A nó có 21 phần. A 21 phần. Tương tự các em lấy 4158, các em chia cho 189. Nó bằng 22. Vậy B là 22 phần. B 22 phần. Cuối cùng là 4158, các em chia cho 154
4158 chia cho 154 bằng 27. Thì suy ra C sẽ là 27 phần. Tại sao vậy? Thì A là 21 phần, thì 21 nhân cho 198 nó mới bằng 189 nhân 22 nó mới bằng 154 nhân với 27. Thì ba cái này nó mới bằng nhau chứ. Vậy suy ra tổng phần. Tổng phần là bao nhiêu? Tổng phần là 21 nè, cộng 22 nè, cộng 27 nè là bằng 70 phần. Ha. Mà là 201. Tổng 70 phần này ra 201, vậy một phần. Một phần sẽ bằng 30. Vậy số lớn nhất là mấy phần? Số lớn nhất sẽ là 27 phần. Thì các em lấy 27 nhân 30 thì đó sẽ ra số lớn nhất. 27 nhân cho 30 bằng 810. Ủa không được. Không được, tại vì tổng là 210 thôi mà. À, một phần là 3 thôi các em, xin lỗi các em. Một phần là 3 thôi. 70 phần 201 thì một phần là 3 thôi. Như vậy là lấy 27 27 phần nhân 3 là bằng 81 thôi. Số lớn nhất là 27 phần là bằng 81 nha. Con heo. Cái này cho có trong khóa học về 63 các em nhé. Mỗi đường thẳng có 2006 đường thẳng. Mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại. Vậy mình lấy 2006 nhân 2005 là ra tổng số giao điểm đó. Nhưng mà mỗi số giao điểm là được lặp lại hai lần, vậy mình phải chia đôi. Đây chính là bài toán bắt tay đó mà. Kết quả bằng 201015. Cái này có trong V63. Coi lại đi. Con chó. Cái này có trong V63, thầy không có làm nhiều nữa các em nha. Các em tự coi V63 rồi làm lại đi. Kỹ thuật trong khoa học V63. Đây thầy làm nháp cho nó nhanh. N cộng 4 cộng 24 chia cho N cộng 4. Vậy N cộng 4 sẽ bằng 24 là lớn nhất. N sẽ bằng 20. 20. Đâu có, sai rồi. 28 N cộng 4 cộng 24. Vậy N cộng 4 bằng 24. N cộng 20. Ủa đúng rồi. 20. 20 cộng 28 là 48. 48 chia cho 24 đúng rồi. Không khỉ. 5 x 6 là bằng 30. Vậy bên này là nhân lại là cái đuôi ra không nè. Không quan tâm nữa. Còn bên này 2, cái đuôi 2 nhân đuôi 3 ra đuôi 6. Đuôi 6 nhân đuôi 4 là ra. Ra 24 là ra đuôi 4. Đuôi 4 nhân 1 ra đuôi 4. Vậy bên này ra đuôi 4, bên này ra đuôi 0. Như vậy cộng lại sẽ ra đuôi 4. Ngựa. 6 mũ 30 với lại 12 mũ 15. Các em dùng kỹ thuật trong V61 so sánh được không? 6 mũ 30 so sánh với 12 mũ 15. Lớn hơn các em. Lớn hơn nhiều. Các em làm phép hiệu coi lại V61 nha. Lớn hơn. Trừ 5. Vậy x là bằng từ trừ 4. Trừ 4, trừ 3 vân vân cho tới 4, 5, 6, 7. Thì trừ 4 cộng 4 là hết, trừ 3 cộng 3 là hết, vân vân. Vậy còn sót lại 5, 6, 7. 5 cộng 6 cộng 7 là 18. Em nào hay chơi bài xì lát các em thấy 5 với 6 với 7 là ra 18. 6, 7, 8 là ra 21 ha. Tết là mới xong rồi đó. Ôi trời, dễ sợ quá. Ồ, bài này thì các em phải học V63 rồi các em mới làm được các em nha. Không học V63 các em làm không nổi đâu. Rồi, ta dùng kỹ thuật khảo hàm. Chức năng table. Ở trong khoa học V63 đó. Làm tăng N từ từ lên. Vậy CBA, C3 là... CBA là bằng CBA là 576. 576 thì ABC sẽ bằng 675. 675.
Cái này trong khóa học V70 V63 thầy sẽ giới thiệu kỹ cách làm các em nha. Còn đây không có đủ thời gian đâu. Con gà cộng lại 2155 trừ 174 trừ 2155 trừ 68 cộng 174 trừ 68. Con rồng. Ồ, cái này thì cũng dễ thôi. Đầu tiên các em tính cái tổng 2 cho tới 22 trước đi. 2 cộng 4 cộng 6 cộng chấm chấm cộng cho tới 2002. Là nó có tất cả là bao nhiêu số hạng? Nó có 1001 số hạng tự tính. Các em lấy đầu cộng cuối, 2 cộng 2002, đầu cộng cuối nhân số số hạng chia đôi là ra cái tổng đó. 2 cộng 2002 nhân 1001 chia đôi là ra 1003002. Rồi cái tổng đó là xong. Còn cái bên này bấm máy thử coi. 139 139 nhân 133 trừ 133 133 nhân 139 bằng 0. Ủa sao vậy, nó bằng 0 nghe. Chờ tính cái ngoặc đơn này trước là xong rồi, đỡ tốn thời gian. Ngoặc đơn này bằng 0, không chia cho cái này thì không cần biết cái này bằng bao nhiêu thì cũng bằng 0 thôi. Cái này thì các em dùng chức năng tiềm ích. Trong các cái khóa học V số 1, V số 2, V số 3 thầy đều nhắc lại hết mà. Trừ 12 mở ngoặc x trừ 5 cộng cho 7 mở ngoặc 3 trừ x bằng 5. X là bằng 4 kìa. Còn bài khó, bài đó thầy giảng riêng ra một cái video nha. Nít 1 thầy đi cho nhanh, 5 mũ bao nhiêu thì đuôi cũng ra 5 thôi. Nít 2, nít 3 thì đi kỹ hơn. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái nào có rồi đừng đếm nữa. 8, 9, 10. Chữ cái thôi, số 14 không tính. Vậy là 10, 10 chữ cái. Cái này có trong V số 3 các em nhé. Cái này có trong khóa học V số 3, bài mẫu luôn. Chia 5 dư 2. Như vậy cái đuôi phải là 2 hoặc là 7. Đuôi 2, đuôi 7 thì chia 5 mới dư 2. Mà chia hết cho 2 nữa, vậy đuôi không thể là 7. Thì đuôi chỉ còn bằng 2 thôi. Vậy là ta có cái số là 30x2. Giờ chia hết cho 9 thì 3 cộng 0 cộng x cộng 2 là phải chia hết cho 9. Giờ 3 cộng 0 cộng 2 là 5 rồi, vậy x phải bằng 4. 4 cộng 5 bằng 9 mới chia hết cho 9 ha. Y bằng 2, x bằng 4, vậy cộng lại là bằng 6. Tiến thẳng tới cái ô kia luôn. Cái này bấm máy đi. Bên này là ra 28 2 2008. Bên này ra 7002. 2008 7002 là ra 10.000. Hình như mình sai hả? Sai chỗ nào thôi, kem tự cái đó bấm máy cũng được. Ui chà. Cái này là cái này bấm máy là chịu không nổi rồi kìa. Bài này thì rồi cũng dễ thôi. Giờ ta em tìm ước chung lớn nhất của 1234 cho thầy. 1234 với lại 1851. Rồi dùng kỹ thuật V số 1 tìm coi. Ước chung lớn nhất 1234 1851 là bằng 617. Đó. Như vậy là gì? Có 1234 số 3 nhân với nhau thì sẽ có thể chia thành 617 nhóm. Đây nè.
4 sẽ bằng 67 nhân cho mấy? Chia đi. 1 2 3 4 chia 67 là bằng 2. Còn 1851 chia cho 67. 1851 chia cho 67 là bằng 3. Như vậy là 1234 số 3 có thể chia thành 617 nhóm. Mỗi nhóm là có 2 số 3 nhân nhau. Đó. 2 số 3 nhân nhau mà có 617 nhóm, như vậy là thành 1234 số. Tương tự, 2 mũ 1851 là 1851 số 2 nhân với nhau, thì thầy có thể chia thành 617 nhóm. Mỗi nhóm có 3 số 2 nhân với nhau. 3 số 2 nhân nhau rồi nhỉ? 617 nhóm như vậy thì nó sẽ ra 1851 số 2 nhân với nhau. À, trên này ra 9 mũ 67. Còn dưới này ra 8 mũ 67. 3 số 2 nhân nhau thành 8, 2 số 3 nhân nhau thành 9, ha. Rồi 617 số 9 thì dĩ nhiên phải lớn hơn 617 số 8 rồi. Cái con này các em tự tính nó tua lại nha. Thầy lười quá thầy bấm, như thầy bấm sót cái gì rồi đó. Ồ. Bài này thì phải dùng kỹ thuật trong V63 các em mới làm nổi ha. Nếu mà trong V63 thì các em dùng cái nút tổng dồn là các em xong rồi. Bằng 1 kìa. Nếu dùng nút tổng dồn trong V63 các em ra 1. Còn giờ tại sao ra 1 thì hướng dẫn nhanh. 1 x 2 x 3 nè. 1 x 2 x 3 thì nó sẽ bằng 1 trên 1 trên 1 x 2 trừ cho 1 trên 2 x 3. Rồi tất cả nhân cho 1 phần 2 lần trước. Thử lại đi. Các em quy đồng nè, đây thiếu số 3 nè. Còn bên này thiếu số 1 nè. Rồi nhân cả tử và mẫu cho 3, nhân cả tử và mẫu cho 1. Rồi lấy 3 trừ 1 là 2, rút gọn với 2 là hết. Đúng luôn đó. Nhiều trường chưa học phân số mà ra bài này ác quá. Nhưng mà em nào học V63 rồi thì ok ha. Tiếp tục. Tương tự. Một trên một nhân hai nhân ba nhân bốn. Thì cũng bằng một phần hai trên một nhân hai nhân ba. Này là ba nhân bốn. Không tin các em thử lại đi. Mẫu chung là 2 x 3 x 4, giờ đây thiếu 4, còn đây thiếu 2. Nhân cả tử và mẫu cho 4, giờ trên này thành 4, nhân cả tử và mẫu cho 2, giờ trên này thành 2. Hai phân số cùng mẫu thì các em lấy tử trừ nhau giữ nguyên mẫu, 4 trừ 2 là 2. 2 rút gọn với 2 đây là hết, vậy mẫu là thành 2 x 3 x 4, đúng không? Nút tổng dồn thì xong lâu rồi ha. Tiếp tục cho tới cái cuối cùng. Trời sao đề khó như vậy. 1 trên 8 x 9 x 10 thì nó cũng bắt chước y như vậy các em. 1 x 8 x 9 x 10 8 x 9 x 10 thì bên này sẽ là 8 x 9, bên này là 9 x 10. À. Rồi mình cộng hết cái dọc bên trái này lại. Trái bằng phải, trái bằng phải, trái bằng phải. Vậy suy ra là cái đám này cộng nhau. Cộng cho thằng này. Cộng cho thằng này. Sẽ bằng nguyên đám bên này cộng lại. 1 phần 2 cái này nhân 1 phần 2 cái này cộng lại thì mình dùng tính chất phân phối ha. Mình lấy 1 phần 2 ra ngoài
Thế 1 phần 2 ra ngoài. Thì ở trong này sẽ còn lại là 1/2 nè. Tôi cộng cho cái này. Rồi cứ thế cộng vân vân. Cộng cho tới cái cuối cùng. Cái này thì em nào đúng là chưa học V63 thì cũng khó hiểu. Kệ thôi các em. Giờ các em để ý tiếp ha. Nhìn ở trong cái ngoặc á. Trong cái ngoặc đơn lớn kìa. Thì các em thấy hai cái này là hết nè. Là tương tự cái trừ 1/3 nhân 4 là nó rút gọn. Nó cộng với cái bên trong. Bên này nó có cái giống giống như vậy. Tức là nếu vi tiếp trong cái dấu chấm chấm nó sẽ là 3 nhân 4 thì trừ cho 1 trên 4 nhân 5 đó. Thì hai cái gần nhau thì nó khử nhau hết. Một cái dấu âm, một cái dấu dương, giống như là trừ 5 cộng 5 là hết thôi. Trừ 6 cộng 6 là hết, trừ 7 cộng 7 là hết luôn rồi. Cuối cùng chỉ còn cái anh đầu tiên và anh cuối cùng là sống thôi ha. Toàn anh đầu và anh cuối sống. Nặng quá rồi. Rồi, thầy rút gọn cái này coi nó bằng bao nhiêu. Lấy máy ra bấm. 1/2 mở ngoặc. 1/2 trừ cho 1/90 bằng 11/45. Như vậy qua bao gian nan thì các em tính xong cái tổng quy luật kia. Đó, tôi nói rồi, làm bằng toán học thì nó mất thời gian lắm. Còn những kỹ thuật thầy dạy trong V63 làm xíu xong rồi các em. À, hình như là không phải 1 là như 2 sao các em. 11/45. Vậy cái đề nó đổi thành là 11/45. Cái đề mới á. Cái ngoặc đơn này là cộng xong rồi nè. Nó bằng 11/45 ha. 11/45 nhân cho x thì bằng 22/45. Vậy x phải bằng 20 đúng kìa. Hồi nãy thầy quên nhân đôi. Trên máy thầy quên cái khoảng cách từ 1 tới 3. Từ 1 tới 3 là 2. Quên cái 1/2 này. Lúc bấm máy tính. Vậy x bằng 20 đúng. Rồi. Trả lời. Hơi nghỉ mệt chút xíu đã. Qua cái nấc số 2 thầy sẽ giải hết tất cả các cái ô này. Bức tranh bí ẩn thì chắc làm nhanh. Này loại cho 0 điểm mà. Câu 1. Ước chung lớn nhất của 20 và 48 sẽ là mấy? Sẽ là 4. 4 thôi. Tìm 4 à. Đây không thể ra 4 được rồi. Đây không thể là 4. À này, 4 mũ 3. 4 mũ 3 là 64 chia cho 16. Ra 4, đây là 4. Câu hỏi 2. 3 mũ 3 là 27. Và 27 mũ 5 là bằng 1, 4, 3, 4, 8 gì đó tùm lum á. Đây. 3 mũ 3 là 3 số 3 nhân nhau mà 5 nhóm nhân như vậy là thành 3 mũ 15. Thì đây là thành 3 mũ 17 chia 3 mũ 2 cũng thành 3 mũ 15. Câu A 121. 121 thì các em nhìn cái nào được. Thử cái này coi. Thử cái trên cùng này coi. 13 mũ 2 trừ 16 nhân 3. Đúng luôn, nghi nghi. Số ước nguyên dương thì lấy 2 mũ cộng 1 nhân nhau thôi. 3 cộng 1 là 4. 2 cộng 1 là 3, 4, 3, 12. Nào ra 12 được. Thử cái này coi. 90
trừ 78 đúng bằng luôn 12 này, kem trừ 78 bằng 12 cái này ha. 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3, 1 cộng 8 cộng 27 36. Đây 4 x 9 bằng 36, 4 mũ 2 là 16, rồi lại mũ 6 nữa ra tùm lum hết. 16 77 77 216. Tôi nghĩ cái này nè, nó là số chẵn thì đừng có nhìn cái này, đừng có nhìn cái này, đừng có nhìn cái này, cái này còn nhỏ so với nó. Vậy cái này thử 8 mũ 4 được bao nhiêu bình phương, đúng luôn. Cái này sẽ đi với cái này thành một cặp. Bộ chung nhỏ nhất của 12 và 15 sẽ là 60, thì ước chung lớn nhất của 102 và 108 cũng là 60. 10 mũ 2 là 100, chia đôi là 50. Đây không thể 50. Đây đây 50 đây. 7 bình là 49, 9 cộng 1 là 50. Các em nhớ trang web của thầy nha. Đây. Vào đăng ký ngay các khóa học để thi hiện đi ha. Cái này bấm máy đi các em. À 5 mũ 6 chia 5 mũ 3 là thành 5 mũ 3. 5 mũ 3 là 125 rồi, thì không thể là cái này được. Cái này mới có 9 rồi. 125 được cộng thêm nữa đó. Dạ phải là cái này. Hỏi tính ha. Rồi tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở nick số 2 nha. Hẹn gặp lại ở nick số 2.